Trời ơi, cái cây này cái củ chà bá nái rồi chị ơi. Bá rồi cái củ. Đang mê cái nụ này cho coi cái nụ cái này rồi. Rồi, củ đâu? Đây. Trời ơi, cái củ này chị ơi, thấy khủng khiếp chưa? Rồi, quá trời. Mà nó tròn dình, nó bóng lưỡng luôn ha. Ừ. Quá đã coi chả thiệt chứ ha. Cái cốt ghép này nó to lắm rồi, để em đo cái cốt. Dạ em chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em nha. Dạ ngày hôm nay thì em đang có mặt tại vườn mai của Linh Duyên cô chú ơi. Hôm nay bên vườn có lên một số cái mặt hàng mai để giao lưu với cô chú mình nha. Rồi mong là cả nhà mình sẽ cố gắng xem hết video để chọn được những cây ưng ý về sưu tầm chơi Tết nha. Rồi chị chào Duyên nha. Dạ em chào chị Ngân, chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay em cũng quay trở lại với kênh Phúc An giao lưu với mình 15 cái mã số, thì gồm trong đó là có giảo siêu bông mình lợi với Thủ Đức già mùa nữa ha cô chú anh chị. Yeah. Thì mong cô chú anh chị mình đón xem hết clip được ủng hộ giùm em nha. Yeah. Thì số điện thoại của em là 0365938100, địa chỉ vườn là Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre ạ. Yeah. Thì em vô cái mã số đầu tiên luôn là mã 1D nha cô chú anh chị. 1D nha cô chú anh chị mình ơi. Cái này giống gì gì? Dạ cái này là ghép siêu bông mình lợi gốc phôi vườn á chị Ngân. Rồi. Cây vàng nín luôn nè cả nhà. Đó. Dạ. Cái hàng này phôi này dài dữ lắm rồi cô chú anh chị. Rồi. Cái hoành gốc ở đây em lấy là 22 nè ngay chỗ này nha. Ừ. Ở dưới này là nó tới 37 lần nha. Cao là 60. Rồi. Tán rộng là 56. Mình lấy 55 luôn đi. Ừ. Đó, cây vô form vô dáng ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình là 1 triệu cho mã số 1D ha, giảo siêu bông mình lợi ạ. 1 triệu nha cô chú, nút nụ thì đã lên hết rồi cô chú mình chứ yên tâm là về mình chơi Tết. Và đặc biệt cây này mình có thể vào cái chậu gọn gọn là mình chơi bonsai cả nhà, cây lùng lùng hết cưng ha cô chú. Số tiếp theo Duyên ơi. Dạ mã 2D cũng là một cây giảo siêu bông mình lợi nha. Cây này thì em ghép trong cái gốc kho mai tàn á cô chú anh chị. Cây này già. Nhưng mà em ghép già lắm rồi nha. Ừ. Nó liền đầu cành đầu cốt hết cô chú anh chị. Rồi hoành gốc ở đây cái này là 13. Nhỏ thôi ha, nhưng mà cái cốt cạnh nó ok lắm. Rồi tổng củ này là 23. Rồi. Cao là 84. Ừ. Rồi tán rộng này thấy rộng dữ. Rộng ghê nha. Ngang 84 luôn cô chú ơi. Rồi. Cái này là thần chậu bó bầu hết rồi nha cô chú anh chị. Đó cả nhà. Tàn nè. Ok la luôn. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình 700k em bao ship tận nơi cho mình luôn nha. Dạ 700.000 là mình sẽ sở hữu được một cây siêu bông mình lợi chơi Tết, và đặc biệt hàng rất là vàng, cô chú anh chị hãy nút nụ lên rất là ổn nha. Hoa thì bao cô chú anh chị mình luôn. Nè cái hàng này thì cô chú anh chị mình nên sưu tầm nha. Những cái hàng vàng mùa nè, cái này giá cũng rất là phải chăng ha cả nhà. Rồi qua mã Duyên đi. Tiếp theo hả Duyên ha. Rồi mã 3D cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn nha chị Ngân. Cũng nuôi sao mà lá nha. Nó xanh mà nụ nó lên đặc gật nè cả dạ, nhà. Nhiều nụ dữ lắm rồi cô chú anh chị. Nè cây này đẹp lắm. Nụ no cũng có, nụ nhỏ cũng có nha cả nhà. Rất là nhiều hả cô chú anh chị ơi. Rồi. Thông số một chút. Hoành gốc này cũng 13 luôn nha. 13 hoành nè. Thì tổng cái này nó tới 27 rồi lấy 25 đi. Trừ hao hết luôn. Dạ. Cao này là 81. Tán rộng là 75. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình cũng có 600k thôi cô chú anh chị. Bao ship nha. Rồi 600 bao ship mã này cô chú. Dạ, siêu bông mình bó bầu. Thì em sẽ bó bầu em gửi nha, em không gửi chậu nha cô chú anh chị. Rồi qua cái tàn của chị gì. Đó cái tàn nè. Chú anh chị mình coi ha. Quá ok luôn. Rồi xuống mã cả nhà ơi. Đó. Tiếp theo luôn. Rồi mã 4D cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn nha cô chú anh chị mình ơi. Rồi. Rồi cây này thì cũng trong cái gốc phôi mai tàn luôn ha, cũng giống như mấy cái cây ngày nãy nha cô chú anh chị. Nè cái đế nó na ná với cây số 3 á chị Ngân. Ừ. Nó tương tự nó na ná với nhau ha. Cốt cành này cô chú rất là già cây ha. Rồi cây này quanh gốc 13,5 em lấy 13 luôn đi. Rồi. Cao là 87 lấy 85 nha. Tán rộng là 74 lấy 70 cô chú anh chị. Rồi ok lắm cả nhà. Phôm tàn thì nút nụ thì cô chú anh chị mình thổi phải sợ nha. Ừ. Giảo siêu bông mình lợi này cây này nó già vậy là bông to lắm á chị Ngân. Đúng rồi cô chú ha. Nó tàn rất là ok luôn. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình cũng là 600k thôi, bao ship ha. Rồi 600 thôi cả nhà mình ơi. 5D nha cô chú anh chị. Rồi 5D. Dạ cây này là cây giảo Thủ Đức hàng già mùa gút cốt nha. Đây. Cây này được 9 mùa gần 10 mùa cô chú anh chị mình ơi. Cây quá. Cây này quá tại cái cũ luôn nè cô chú anh chị. Này chị Ngân làm như nó xù da me nó lên luôn á chị Ngân. Quá trời. Nó ra tới ở ngoài cái rễ luôn nè. Cũng nó có cho. Cái vòng tròn ở chỗ này ha. Mộ ghê cô chú anh chị. Dạ cái rễ này đó, cái rễ cám á chị Ngân, cái nó lên cái nó bò ra nó quái quái ha. Ừ. Rồi đâu chị cái thông số. Cái này
nó nằm ở trong, nó bị đóng gông của chú anh chị ơi. Mình sạc cái dàn nín luôn nha. Rồi, cây này quanh gốc 13 rưỡi, lấy 13 luôn nè. Rồi. Cái củ này là 19 ha. Ừ. Rồi, cái tổng đế này là 58 ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cao quá cao vậy ta. Cao là 105 cả nhà. 1m05 cả nhà ơi. Nốt nụ là bao la thế giới luôn. Ngang là 87. Ừ. Đó, cây này là Tết là lãi lá là vàng thật luôn á cô chú anh chị. Nụ kim nó lên nhiều lắm cô chú anh chị. Hiện tại thì cây đang tạo nụ kim nha cả nhà. Cái hàng già mùa chị Ngân nó lên cái màu cực kỳ đậm luôn, đẹp nó. Đúng rồi, bông màu vàng đậm. Bữa hổm em lãi một cái bông dạng mà gọi là gì ta? Gió. Bông gió đúng rồi. Ừ. Bông gió. Trời 16 cánh chị Ngân, khủng khiếp, mã vàng đẹp hằng thật luôn á. Rồi cô chú anh chị. Rồi mình tham khảo mẫu mã này báo giá chị ơi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình chỉ có 3 triệu thôi, em bao ship nha. Rồi 3 triệu cây này cả nhà. Cô chú mình thích cái hàng gốc nhất. Thì ở gần gần thì em sẽ đi xe ghép nha cô chú anh chị, còn ở xa thì em sẽ đóng kiện gỗ giao cho mình luôn ha. Ừ. Tặng chậu luôn không Duyên? Dạ tặng chậu đẹp luôn chị Ngân. Rồi chậu hết có duyên quá cả nhà. Dạ những cái chậu đẹp này là em sẽ tặng hết nha. Còn chậu xi măng đen là em sẽ để lại nha cô chú anh chị. Tại rồi. Vì cái chậu kia nó mỏng lắm á cô chú anh chị, đi sợ bị bể ha. Chậu này nhìn chắc chắn ha. Dạ. Rồi qua mã luôn nha cô chú. Để đến ha Duyên ha. Dạ mã này là mã số 6D nha cô chú anh chị. Rồi. 6D là cũng là một cây giảo Thủ Đức hàng già mùa gốc cốt nha cả nhà. Rồi. Trời ơi cái cây này cái củ chà bá nái rồi chị Ngân. Bá là cái củ. Đang mê cái nụ nè, cho coi cái nụ cái này rồi. Củ đâu? Đây. Trời ơi cái củ. Nguyên cái củ này chị Ngân thấy khủng khiếp chưa? Rồi, quá trời. Mà nó tròn vình nó bóng lưỡng luôn ha. Ừ. Quá đã coi chị. Đã thiệt chứ ha. Cái cốt ghép này nó to lắm rồi, để em đo cái cốt ghép này cho cô chú anh chị mình xem nha. Ừ. Đó cái cốt ghép này nó là em đo sát vô đây đi, nó 15 nha cô chú anh chị. Bự dữ ha. Dạ. Cái hàng gốc nhớt hồi xưa ghép bằng cái bút bi thôi cô chú anh chị mình, mà bây giờ nó được 15 là to lắm nha. Này là cái củ 29 nè. 29 là cái củ nha cả nhà. Rồi cho em đo cái tổng đế vịn hao hao giùm em cái nha. Là 67 em lấy mình 60 trừ rồi. Hao chút đỉnh nè. Ừ. Cao hả chị nha? Dạ. Trời ơi chiều cao này cao nha. Ừ. Này tới 1m6 mà lấy 1m5 cô chú anh chị mình đây. Rồi. Tán này cũng rộng, tán 84 lấy 80 cô chú anh chị. Rồi. Nó form tàn đều hết trơn cho mình nha cô chú anh chị. Đặc biệt này là hàng già mùa nút nụ nó lên dữ lắm rồi cả nhà. Ừ. Nó cây thì củ đế đẹp luôn ha. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình 4 triệu em bao ship cho cây này nha cô chú anh chị. Cây này là chậu 4 luôn triệu nha. Ha. Cái chậu này nó đẹp nha cả nhà. Chậu này cũng chắc lắm cô chú cây anh chị. Cây này là 10 năm tuổi vậy chị Ngân. Ừ, cây này quá đã luôn cô chú anh chị. Thì hổm gài cô chú anh chị mình hay hỏi em là cái gốc nhớt mà hàng già mùa thì hôm nay bên vườn Duyên có lên ha. Cô chú anh thấy được mã nào alo cho Duyên nha. Còn phải nói cái cây này nó đẹp nha. Cây này quá trời cái củ không? Ừ. Cái khối này là đặc sệt luôn, cục luôn á. Ừ. Tính ra 4 triệu chú anh chị mà cây này nuôi tới 10 năm lận ha. Và cái củ đế như thế này á, thường là những cái cây gốc nhớt như thế này cô chú, củ đế mà nó nở mà dạng nở khéo, nở đẹp vậy là phải lựa nha cả nhà. Phải lựa lắm mới được những cái cây như thế này ha cô chú. Nè, mình theo giùm em nha. Rồi cô chú ơi, mã này 4 triệu bao ship ha, cả nhà mình tham khảo giúp em nha. Cây này Tết là bao full hoa luôn cô chú anh chị ơi. Mã 6D ha. Rồi. Rồi mã này mã mấy Duyên ơi? Dạ mã số 7 Duyên Ân ơi. Rồi nó mất tiêu rồi. Em đây. Đây là cô chú anh chị. Đó. Cây này là cũng là Thủ Đức già mùa gốc nhớt nha cô chú anh chị. Trời ơi cái củ nè, thấy ghê thì chứ nở củ dưới Duyên. Dạ, cây này thì cũng được 10 năm luôn rồi nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, cây này form tàn cực kỳ đẹp luôn ha. Chậu đẹp luôn nha cô chú này chị. Đây này là cô chú, trời ơi cái củ quá trời củ rồi. Đó củ cái gì này? Dạ. Củ cái thương quá nè. Mình phải dạch lên nè, cái này để thấp nha cô chú anh chị. Cái cục này chà bá bự luôn á. Như cái mai cục này nó tới 29 lần nha cô chú. 29 luôn. Cái hoành gốc này là 16 rưỡi lấy 16 thôi cả nhà. Cái hoành bự dữ nha. Dạ. Cái tay à. Cái tay này chắc nè. Tay này 11 lần chị Ngân ơi. Tay nhất hả? Tay này nè. À tay dưới hay ok. Dạ. Cao là 107. Rồi. Cái này tán rộng dữ ta. Đâu thử. Cầm mày chị Ngân. Cú bồn cái nè. Đó. Bên đây nè, bên nè. Đúng rồi. Trời ơi, ra tới 112 lận á. Lận 1m12 nha. 1m12 cũng tự hao chút đỉnh này cũng như là hơn 1m đi ha. Này chuẩn bị có mặt hoa luôn của chú anh chị. Cái này là Thủ Đức nè ha. Già mùa đâu của chú anh chị mình coi xây đi đi. Quay chị trên cho chú mình coi. Cái phôm tàn khủng khiếp lắm cô chú anh chị mình ơi. Cái phôm tàn chà bá luôn, em ngồi là không xi nhê gì luôn. Ở gốc nhớt mà nó được tầm này nè cô chú, tưởng tượng gốc nhớt như mấy cái hàng nhỏ nhỏ trong chậu đó nha. Mà nó được tầm này nè cô chú anh chị là khủng hoảng luôn á. Đó, rất đẹp hết cả nhà. Rồi, cái cây này mình giao lưu thế nào nè? Dạ cây này em giao lưu cô chú anh chị mình cũng là 4 triệu em bao ship cho cây này luôn nha. 4 triệu nè.
Rau xếp ha, mua dạ. cây đá ăn cây ha, nếu mua được 1 cặp thì Duyên bớt nữa nha cả nhà. Dạ đúng rồi, mua 1 cặp thì em bớt nha. Ở gần gần như Vũng Tàu đổ lợi thì em sẽ ghép xe đi nha cô chú anh chị. Dạ. Đó, rồi ở ngoài thì em sẽ là đi kiện gỗ cho mình ha. Ừ. Đó, cây này đẹp dữ lắm nha cô chú anh chị. Cây này, cái chậu này nó nằm trong cái chậu ơi, 5 tấc rưỡi lọt lòng của chú anh chị mình ơi. À. Ra ngoài là chậu 6 á. Chậu 6 á, đúng rồi. Cây này bự lắm nha cô chú anh chị. Đi rồi. Những mặt hàng này em sẽ tặng chậu nha chị Ngân. Tặng rồi. Chậu đẹp cho mình ha. Rồi đi. Đi là nguyên y xì như vậy luôn nè, không có gỡ ra gì hết trơn á. Cây này thì phải nói là nó già tới già luôn của chú anh chị. Rồi mình qua mã đi nha. Dạ. Cái đến không cô chú ơi? Dạ, mã số 8D luôn nha cô chú anh chị. Dạ, cũng là cây Thủ Đức hàng già mùa gốc nhất nha cô chú anh chị ơi. Cái tàn nó rất là to ha cả nhà. Dạ, này là vườn vuốt ngọn tàn thông nha cô chú anh chị. Rồi đây cái củ đế cho cô chú anh chị mình xem rõ nè ha. Đó. Quá trời cái củ đây này thì cũng được là chung năm với mấy cây kia ha cô chú anh chị. Ừ. Thì cũng tùy cây thì nhiều khi là cây nó mau lớn hơn á. Mỗi cây là mỗi vẻ luôn cô chú anh chị. Dạ. Mình thích mã nào mình chọn. Cái này cái dạng mà nó ấy em đo ngay chỗ cái eo này nha, tại chỗ cái ghép nó lùng á. Ừ. Đây là 16 hôm lấy 14 nha cô chú anh chị. Nhiều rồi. Khi là nó cũng không có chính xác cho lắm á. Nó xê xích 1 hay xăng nha cả dạ, nhà. Dạ, em đo ngay cái eo này là tới 16 mà em lấy hơn 14 nha. Rồi. Rồi cái hoành cũ này nó 19 nha cô chú anh chị. Cây này thì có cái cũ, cái tổng mấy cái đế mà cái đế này là gọi là gãy cái dạng à, gãy cám á, em tổng hao hao nha là 50. 52 em lấy là 45 thôi nha cô chú anh chị. Rồi, có trừ hao hết cho mình luôn. Trừ hao hết luôn. Rồi cao này là 96 nè. Tán rộng là 90. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình cũng có 3 triệu thôi, em bao ship cho mình luôn nha. Tặng chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cái này là dạo Thủ Đức nha cả nhà, hàng gốc nhát trúc cốt ha. Hàng này 90 mùa nha cả nhà. Cây rất là ok cho mình luôn. Mã này mã số 8D Duyên nha. Dạ, mã 8D chị ơi. Rồi, cô chú ơi mình tham khảo nha. Cái này mã tiếp theo Duyên ha. Dạ, mã số 8 và 9 ạ. Số 9D. Số 9D nha chị ơi. Rồi, cây này là một cây dảo siêu bông mình lợi ha. Cây em ghép trong cái gốc phôi nha, mà cực kỳ đẹp luôn ha. Cây ghế này ghế lực hết chị Ngân. Ừ, thấy cưng ạ. Rồi gốc này là 19. Củ là 31. Rồi. Tổng cái đế này là tới 72 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này đẹp ha. Này là cao là 99 là số đẹp luôn cả nhà ơi. Tán rộng 75, cây này mới dằn dây nước một thôi nha. Bao bông mình chơi Tết luôn nha cô chú anh chị. Nút nụ lên hết rồi cô chú. Dạ. Rồi thắng lại cho cô chú mình coi nút nụ cái ha. Là chi chít nhỏ 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 như là nụ lên này cả nhà. Tại vì hiện tại là đang trong cái thời gian tạo nụ, nụ chưa bự lắm hay cả nhà. Đó, nhưng mà có hết rồi. Ở trong thì nó sẽ nhiều hơn nha. Nè, trong mà cô chú anh chị mình thấy ha. Lởm chởm cho nha. Rồi báo giá chị luôn Duyên ha. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình 1 triệu rưỡi em bao ship nha. Rồi. 1,5 triệu cho cây siêu bông mình lợi này cô chú, hàng đẹp ha. Dạ, hàng này là em bó bầu nha cô chú anh chị, em không gửi chậu nha. Rồi, cả nhà mình tham khảo giúp em ha. Rồi, em xuống luôn nha. Mã tiếp theo luôn. Dạ, cũng là giáo siêu bông mình lợi ha cô chú anh chị. Rồi. Cây này thì được cái chân dài thân lắc ha. Đó. Chân dài như vũ nữ chân dài cả nha. Rồi, hoành gốc đây là 16 nè. Rồi. Đơn chỗ này là 22. Tổng cái này là 39. Chiều nôm của nó là 16 nha. Cây này chân dài. Cao là 107. Tán ngang là 70. Rồi. Rồi cây này 1 triệu 2 em bao ship tận nơi cho cô chú anh chị mình luôn. 1 triệu 2 nha cả nhà. Siêu dạ. Bông mình lại ha. Đây cô chú thì nó cũng lượt lên một số nút nụ rồi nha. Đó, ở trên này cũng có nụ luôn ha. Rồi cả nhà mình tham khảo. Rồi mã số 10 nha cô chú anh chị. Rồi. Theo luôn. Rồi mã 11D nha cô chú anh chị, cũng là giáo siêu bông mình lợi ha. Cây này bơm nó hơi lùn hơn nhưng mà thân lắc cây đẹp nha. Ừ, cây này đẹp lắm. Nghe tay cành nó đều hết trơn thấy chị không? Ừ, cây này rất là có duyên nha cả nhà. Cái này sửa cái là hết bài luôn á. Rồi quanh gốc đây là 17. Ừ. Cái củ là 29 nè. Rồi cái củ nó thấy cưng thường luôn. Rồi gốc là tổng đế là 60. Tàn cũng ok lắm, nước nụ lên trên dạ, em mới có dựng dây vô là nước 1 thôi cô chú anh chị. Ừ. Này nếu mà ấy thì đi nước 2 đẹp hơn ha. Rồi cao là 80 nè. Tán rộng là 66. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình cũng là 1 triệu 2 em bao ship luôn nha. Cho mã số 11D ha cô chú anh chị. 11D siêu bông bình lợi của chúng mình tham khảo giúp em cả nhà ơi. Cái này rất là đẹp nha. Theo luôn. Rồi mã 11D nha cô chú anh chị, cũng là giáo siêu bông mình lợi ha. Cây này bơm nó hơi lùn hơn nhưng mà thân lắc cây đẹp nha. Ừ, cây này đẹp lắm. Nghe tay cành nó đều hết trơn thấy chị không? Ừ, cây này rất là có duyên nha cả nhà.
này sửa cái là hết bài luôn á. Rồi quanh gốc đây là 17. Cái củ là 29 nè. Rồi cái củ nó thứ tư luôn. Rồi gốc nè tổng đế là 60. Tàn cũng ok lắm, nước ngủ lên trên dạ, đó nha. Em mới có dựng dây vô là nước 1 thôi cô chú anh chị. Con này nếu mà ấy thì đi nước 2 đẹp hơn ha. Rồi cao là 80 nè. Tán rộng là 66. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình cũng là 1,2 triệu, em bao ship luôn nha. Cho mã số 11D hết cô chú 11D, anh chị. 11D siêu bông bình loại của chú mình tham khảo giúp em cả nhà ơi. Cái này rất là đẹp nha. Cái này cũng mã số cuối clip của Duyên luôn cô chú. Thôi mình chào khán giả luôn Duyên ơi. Dạ. Thì cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đón xem hết clip nha. Coi được cái mã số nào ủng hộ giùm em nha cô chú anh chị. Và em cảm ơn cả nhà mình nha. Rồi, em xin chào tạm biệt cô chú nha. Số điện thoại Duyên thì em ghim trên tiêu đề nha cả nhà. Mong là cô chú anh chị sẽ chọn được những cái mã thật là ưng ý về sưu tầm nha. Rồi em chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo của em ạ.